Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi về vùng ven Gò Vấp, một cái khu vực mà phải nói là cư dân rất là đông. Bây giờ Sài Gòn Camera đi vào khu vực này thì tự nhiên thấy đất đai, nhà cửa nó còn bao la luôn. Nghĩa là không cần đi đâu cho xa, về quận 9, Bình Chánh, Nhà Bè rồi gì cho nó xa, ngay Gò Vấp thôi, một cái quận ven nhưng mà rất gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nhà đất còn đầy quý vị và các bạn. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Một vài hình ảnh quý vị và các bạn thấy đây, vụ đất đai còn nó giống như là một cái vùng quê hẻo lánh ở đâu đó, nghĩa là một cái tỉnh xa xôi, người ta làm ruộng làm rẫy. Và ở đây cũng có những cái căn nhà, những cái lô chung cư người ta làm lên giữa chừng rồi người ta bỏ. Rồi cũng có những khu dân cư hiện tại người ta xây nhà rồi người ta bán nhà. Đó, khu vực này toàn nhà cao tầng không. Đó, và giá còn rất rẻ so với các khu vực khác đó quý vị và các bạn. Đó, đây cũng làm nhà trọ rồi các thứ không. Đó, rồi mời quý vị và các bạn cùng Sài Gòn Camera đi thăm khu vực này. Đó, quý vị và các bạn thấy không? Những cái căn nhà cũng chọc trời lên luôn. Đó, ở ngay khu vực Gò Vấp đây. Đó, đây là cái khu vực phường 6 Gò Vấp, song song với đường Nguyễn Oanh. Đường số bây giờ trong này là khu đường số không, nghĩa là người ta làm nên quy hoạch các cái khu dân cư đó. Đường 30 này, đường 27 này, đường 28 này, đường 26 này, 25 này, đó trong này đầy rẫy luôn. Và đường á, thì bây giờ vô nhà nào cũng có thể xe hơi đi được nha, nghĩa là người ta làm vừa đủ xe hơi đi nha. Đó, đất đai còn quá trời luôn, bên cạnh những cái tòa nhà chọc trời lên luôn. Đó, người ta ở đây cũng không thấy mặt trời luôn đó quý vị và các bạn, Gò Vấp thôi. Đó, ngay vị trí này nếu mà định vị cho quý vị và các bạn đi ra sân bay Tân Sơn Nhất thì nó cũng chừng khoảng 15 cho tới 20 phút, nghĩa là đi ra trục đường Nguyễn Oanh, đi ra trục đường Nguyễn Oanh là tới ngã năm Chuồng Chó, và từ ngã năm Chuồng Chó chạy qua ngã ba Chú Ý. Đó, chừng khoảng ngã năm Chuồng Chó ra ngã ba Chú Ý chừng khoảng 1 km à, và vô sân bay chưa tới 1 km nữa, nghĩa là từ vị trí này đi vào sân bay chừng khoảng 5 km, 4 tới 5 km. Đó, cũng khá gần. Đó, mình ước 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 vậy thôi, nhưng đi chừng khoảng cũng 10 15 phút thì nó đại khái, không kẹt xe thì đi cỡ đó. Đó, cho nên là cái quý vị thấy không, nó giống như là mình đi quay với cái vùng xa xôi hẻo lánh. Thực ra đây Gò Vấp thì cũng một cái vùng ven, mà ngày xưa những cái khu trong đây thì ít có người vô lắm. Đó, khu vực trong đây ít người vô. Bây giờ nhờ có cái làm cái đường mà xuyên tâm á, không phải là xuyên tâm mà cái đường mà dọc theo cái sông Vạm Thuật đó. Đó, nghĩa là cái dự án kênh Tham Lương rạch nước lên, bến cát Tham Lương rạch nước lên đó, nghĩa là nó xuyên qua 7 8 quận huyện gì đó, thì đây đi ra cái bờ kênh nó rất là gần luôn, chạy ra cái là tới, mai mốt những khu vực này lại đi lại gần, giao thông rất là ngon luôn. Đó, cho nên là khi mình vô đây thì mình thấy người ta làm nhà cửa ầm ầm trong đây này, làm ầm ầm luôn đó. Khu này là mới luôn, chắc đất đai đang còn rẻ đó. Thì theo mình được biết, hiện tại một cái căn nhà trong đây khoảng 3 tới 4 lầu, người ta chào bán khoảng 6 tỷ rưỡi cho tới 7 tỷ một căn. Đó, nghĩa là người ta hoàn thiện cũng khá cơ bản rồi đó, người hoàn thiện khá cơ bản rồi. Đó, bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thì hãy ra khu vực này, là cái đường số 27, 28, số 30. Đó, bên đường số 30 mình thấy cũng có mấy người treo biển bán nhà, và mình hỏi thì người ta chào khoảng, người ta nghĩa là hoàn thiện cơ bản nha, hoàn thiện cơ bản rồi, người ta chào khoảng 6 tỷ rưỡi cho tới 7 tỷ một căn, rất đẹp, 3 4 lầu luôn. Đó, đường là hai xe hơi tránh nhau, đường nhựa hết, và giao thông rất là thuận tiện. Đó, cho nên là không cần đi về về quận 9, quận 10 gì hết trơn á. À, quận 10 thì ok rồi, quận 10 thì chúng ta quận 9. Đó, quận 9. Đi về cái hướng mà dưới Nguyễn Xiển rồi này kia đó, Đỗ Xuân Hợp rồi này đó đó. Ở dưới đó bây giờ đất đai quá trời luôn, mà người ta chào bán phải nói cũng 6 70 triệu một mét. Khiếp. Cũng trong khu dự án, tiện ích chưa có gì hết trơn, vắng hoe luôn. Nó ở đây vắng nhưng mà thực ra rất là trung tâm, tại vì ngày xưa nó gần cái kênh đó, cho nên là người ta đi ra đây là nó cùng đường này, nghĩa là đi ra đây nó cùng đường, nhưng bây giờ nó xuyên luôn nha, bây giờ là đụng ra
cái bờ canh đó một cái là coi như đi đâu cũng được. Cho nên bây giờ người ta dân dân cư người ta tập trung về đây, người ta làm nhà làm cửa khá đông đó, cái việc quan trọng đây giống như một cái đường quê đó, đường quê có điều là đường xá nó nhiều hơn ở quê chút xíu thôi, còn cây không đã không, đây là không thấy mặt trời luôn, quá trời cây xanh, khu vực này ở thì cũng cũng quá đã không đó. Cho nên là cư dân đang tập trung về khu vực Gò Vấp này. Bây giờ từ khi mà cái con đường xuyên tâm Bến Cát rạch nước lên, Tham Lương rạch nước lên mà hình thành á, thì hai bên cái bờ kênh á bắt đầu người ta coi bộ là khá lên ha, đất đai đồ có nhiều người tới mua đó, và hiện tại giá đang còn mềm. Là nếu mà quý vị các bạn tìm hiểu khu vực này là như vậy đó nha, các bạn tìm ra đường số 30, đường số 28, đường số 27 đó, đi ra khu vực này nhà cửa còn khá rẻ nha. Đó, các bạn thấy nhà nào có xe hơi đậu phía trước trơn á, nghĩa là cái đường xá nó thông thương, mà đường xá nó thông thương nó như ô bàn cờ đó. Chứ bây giờ thực ra một cái căn hộ chung cư ở ngay gần gần cũng ở Gò Vấp thôi, ở Gò Vấp rồi này kia thôi đó, những cái quận cũng ven 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 thôi đó, một căn hộ chung cư giờ 3-4 tỷ rồi, một hai phòng ngủ, một phòng ngủ hai phòng ngủ đó, giờ đây nguyên căn hộ nguyên cái nhà mấy lầu luôn, hiện tại người ta chào bán như mình đã nói 6 tỷ rưỡi 7 tỷ là có nhà rồi đó, đường xá ngon lành luôn, cơ bản người ta hoàn thiện, chỉ còn một vài chi tiết gì đó nữa thôi chứ không phải là xây thô ngay. Có những người dự án người ta xây thô lên người ta bán đó, nhưng mà ở đây theo mình được biết thì có vài căn nhà là người ta đã hoàn thiện luôn rồi, ốp lát gạch rồi xong hết trơn rồi, điện đóm đồ này kia, thiết bị vệ sinh đồ này nọ có hết luôn rồi đó, người ta chào khoảng 6 tỷ rưỡi 7 tỷ gì đó đổ lại. Ở trong này là đường nó hơi ngoằn ngoèo à, quý vị bạn đi ra cái đường số 30 á, à, đi ra trong cái khu vực này này cũng có mấy căn nhà rất là đẹp, và mình hỏi hỏi giá là như vậy đó, nếu bạn nào cần mua thì mình giới thiệu cho. Đó, cư dân bây giờ về Gò Vấp ở đông không, ngày xưa đất Gò Vấp rẻ lắm luôn đó, những cái khu vực vùng ven này cách đây vài năm thì rất là rẻ, và những cái khu vực trong này đi sâu vào trong đây này nó càng rẻ dữ nữa. À, tại vì như mình đã nói là các cái đường mà đâm ra cái bờ sông này này ít có ít 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 ai đi ra đó, cho nên là đất đai trong khu vực này nó rẻ, kênh rạch nó nhiều à, nhưng bây giờ là nhà nước có cái chính sách làm các cái bờ sông đó, kênh rạch đồ này kia, thì tự nhiên những cái khu đất này nó giáp với mặt tiền rất là giáp với đường lớn đó, cho nên nó có giá đó, đường xá thì có sẵn nè, rộng ghê không, xe hơi đậu có chút xíu bên cạnh đó, mình ra đi ra khu vực này coi cái việc bạn đó, thấy chưa, đây cũng giống như là những cái vùng xa xôi hẻo lánh đó, thực ra đi vô sân bay đâu có xa đâu đó, chiều mình lấy cái tâm điểm là sân bay đó, hoặc là đi vào quận nhất cũng vậy luôn, đi vào quận nhất đâu cũng vậy luôn đó, đi lên ngã ba Chú Ý là lên Phú Nhuận rồi, về Phan Đăng Lưu rồi các thứ không, rồi ra Nguyễn Văn Trỗi rồi này nó phun một phát là ra cái là quận nhất. Ở đây có nhà trọ nữa quý vị các bạn này, những cái dãy nhà trọ bên đây nữa nè. Đó, giờ mình đi ra đây chút xíu ha. Ui giờ đất đai đây còn đường đất luôn này. Khiếp chưa? Bây giờ mình nói đâu cần đi đâu cho xa đâu, đất quỹ đất quỹ đai còn nhiều lắm. Bên tay trái quý vị bạn ấy có một cái tòa chung cư gì người ta xây, người ta dỡ dàng. Ở mấy khu này mà cất lên đây là Gò Vấp bây giờ người ta cũng về ở đông mà nghe. Là cất ở đây mà bán tỷ tỷ mấy 2 tỷ căn là coi như tỷ mấy căn là coi như người ta hốt liền luôn trong một nốt nhạc à, trong khi đang để hoang để trống quá trời đó, các bạn thấy không? Cây xanh không đó, nó giống như những cái dự án xa xôi quý vị, thực ra đây là Gò Vấp mình cũng bất ngờ, thật sự khi vào đây mình thấy bất ngờ đó, ngày xưa khu vực này quên lãng, người ta ít có đi ra đây, như mình đã nói nó ít đi ra đây quên lãng. Cho nên là cái tuyến đường mà phải nói là cái tuyến đường mà thành công, mình nói là thành công nhất là Bến Cát rạch nước lên ha, Tham Lương Bến Cát rạch nước lên, cái đó là thành công đó. Làm các cái bờ kè hai bên sông Vàm Thuật chạy dài các quận huyện là mình thấy ok. Ui,
đây nó có vẻ hoang vắng này, đây chắc cầu cơ rồi sinh đề rồi gì đó quý vị này, úi quá trời này mấy bàn thờ này. Chưa mà đó, vô trong này những khu đất quá là trời đất đó, để cũng hàng chục năm nay rồi quý vị bạn, để lâu rồi đó. Đó, đất này giờ tiền không, bây giờ là tiền không rồi đó. Làm con đường đi vô là trong này cất nhà lên bán rồi, ào ào luôn, rộng ghê. Cái này chắc cũng mấy ngàn mét vuông trong đây, ít đâu cái việc bạc. Một chiều chừng khoảng 50 mét, chiều 50 mét là mấy ngàn mét vuông trong đây là ví dụ vậy đó. Đó, xa xa kia là nhà. Cho nên mình nói rồi, đúng là Gò Vấp mà đó, đi không hết đâu quý vị các bạn, đi vòng 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 không hết đâu. Và đất ở đai ở đây thì đều có chủ hết rồi, đất đai đều có chủ hết rồi. Đó, thôi đi ra thôi. Đó, nhìn thấy cây cỏ không? Mưa rồi, cây cỏ nó tốt ghê, đó, bàn thờ rồi. Ta chắc ra đây người ta cầu xin cái gì đó, chắc cũng linh thiêng. Đó, nhìn qua kia là chung cư ha. Rồi nhà phố, ui ở đây có một cái căn chung cư gì đây người ta làm để sắt thép chỏng chơ, nó y như khu vực quận 2 quý vị các bạn, y như khu vực quận 2, y như là các cái dự án mà mình đã đi qua mình quay á, nó cũng có những cái nhà người ta làm dưới chừng lên. Thì đây là cái thứ nhất là về pháp lý, chỉ có pháp lý thôi, chứ người ta làm lên tới cỡ này rồi thì người nói là không đủ tiền thì nó cũng 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 không có thuyết phục lắm. Do pháp lý như thế nào người ta không có làm tới nơi tới chốn, nói cho làm lên cột kèo rồi đây này, hầm rồi làm rồi không to hoành tráng luôn. Và mình không hiểu tại sao có những cái cần cẩu này quý vị các bạn này, ví dụ người ta không làm á thì người ta gỡ cái cần cẩu người ta đi làm chỗ khác, người ta để luôn một cái cần cẩu này, đâu phải ít tiền đâu quý vị các bạn. Và một anh thợ mà lái cái cẩu này lương cao lắm, mà sao người ta không có rã xuống, người ta đi làm chỗ khác, cái để năm này qua tháng là hư hết rồi, sau khi vô vô chạy là coi như là phải kiểm định lại, mà không biết là có được hay không, sắt thép nó rỉ mục không sử dụng, mà lâu ngày là nó có vấn đề, cho nên là phải kiểm định gắt gao, chứ không về an toàn là coi như là không tốt ha. Đó, chung cư quá trời luôn, khiếp, sắt thép rồi chỏng chơ lên luôn. Đây Gò Vấp đó quý vị các bạn, Gò Vấp phường này là phường phường 6, phường 6 Gò Vấp, nó gần với tuyến đường Dương Quảng Hàm đang làm. Đó, đi ra khu vực An Nhơn ngày xưa đó, chợ An Nhơn rồi này nọ đó, mình nghe cái những cái từ ngày xưa đó, chợ An Nhơn là cái chợ rất là lâu đời đó. Đó, đó là một cái khu vực mà đất đai đều còn còn nhiều ha, nhiều cũng có vẻ hoang sơ. Và như mình đã nói, ví dụ như là các bạn ở phố xá là trên quận 3, quận nhất hay là quận 5, nó hơi chật chội thì ra đây là cũng thuộc không phải xa. Bây giờ đường xá thì cũng ngon lành rồi, giá cả còn khá mềm. Theo như mình được biết thì ở Gò Vấp giá cả nhà đất bây giờ vẫn còn mềm so với các quận khác. Đó thì mình cũng có làm nhiều cái clip về Gò Vấp. Đó, cũng có một vài cái địa điểm đất đai còn nhiều, nhà cửa vẫn còn nhiều. Và những khu vực này thì đa số là đã quy hoạch khu dân cư rồi, tại vì dân cư ổn định mà. Đó, ít có quy hoạch các cái công trình công cộng, tại vì nó có hết rồi. Và những khu vực mà mới xây nhà sau này là coi như là đã quy hoạch dân cư và được cấp phép xây dựng. Đó, những cái nhà làm 5-6 tầng luôn. Cho nên là những khu vực này mai mốt ở rất là tiềm năng. Tại vì sao? Đi ra có cái con đường xuyên tâm đó, con đường dọc theo cái kênh Vàm Thuật đó, thì đi được đường rộng lắm. Bây giờ mở ra một bên mấy chục thước đó. Phải nói mai mốt hình thành là Nhiêu Lộc Thị Nghè không ăn thua gì đâu quý vị bạn, rất đẹp luôn.
to đó, nhà cửa quý vị thấy không? Đường đường rộng, nói chung đường trong khu dân cư mà như vậy là được rồi, xe hơi hai xe tránh nhau là ok rồi. Đó, quá trời ha. Đây có cái công viên. Đó, xe hơi đậu vô có chút xíu bên trong. Hai xe tránh nhau được tốt luôn mà. Đó thì hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn đi về khu vực Gò Vấp. Không cần phải đi đâu xa. Khu vực này nhà cửa còn khá mềm so với các quận khác. Thì Sài Gòn Camera xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công, may mắn. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Một lần nữa, xin chào, tạm biệt.